Ngắm lá vàng mùa thu, Flagstaff du ký. Từ Phoenix thẳng tiến về hướng Bắc, hơn nửa đoạn đường hầu như chỉ là cảnh đồi núi trơ trọi chập trùng, với nhiều xương rồng to cao sừng sững, những cánh tay vươn ra như chào đón. Hình ảnh xương rồng này cũng là biểu tượng của bang Arizona. Cái nắng đỉnh điểm của sa mạc đã vừa đi qua, các cây bụi lại trổ mình, đồi núi đã trở nên xanh tươi hơn. Càng đến gần Flagstaff, hai bên đường là những rừng thông xanh rì trải dài cả bạt ngàn. Đây rồi, các cây dương lá rung Aspen đã đổi màu rực rỡ dọc theo những con đường uốn lượn. Đây là địa điểm đi bộ ưa thích của cả nhà. Nơi này có địa hình đi bộ phù hợp với trẻ con và không quá dài, nên luôn là lựa chọn cho cả nhà Vân mỗi dịp đến Flagstaff. Cuối cùng, ta đã được đắm mình trong rừng cây reo rì rào và ngắm nhìn lá vàng đẹp như ngỡ ngàng. Các con được chạm vào những cái đáng yêu có thật của thiên nhiên. Lớp rêu khô trên các tảng đá cũng làm các con tò mò thích thú. Được lượm lá vàng rơi và bất ngờ chạm trán với những sinh vật nhỏ. Đi trên các thanh cân bằng ở công viên là trò ưa thích của trẻ con chốn đô thị. Nhưng được đi cân bằng trên những thân cây khô trong rừng lại là trải nghiệm thú vị khác. Các con rất thích. Trở về với thiên nhiên, cây cỏ, ta bỗng như trở về với tuổi thơ xa lắc, hồn nhiên và vô tư. Mọi mệt mỏi và lo toan như đã được xua tan hết. Cuộc đời là những chuyến đi, ta lại tiếp tục đi để có thể ngắm lá vàng ở một nơi đẹp hơn, đó là Snowbowl. Hàng cáp treo chậm chậm đưa mọi người lên đỉnh núi.
càng lên cao, cây sung lá rung càng thưa dần, và cuối cùng chỉ còn lại cây thông xanh thẫm. Một chiều cáp treo khoảng 30 phút, và càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, gió mạnh rất lạnh. Lên đến đỉnh cáp treo, cả nhà Vân tản bộ để có thể ngắm nhìn đồi núi mùa thu nhiều gam màu sắc từ trên cao và chụp ảnh lưu niệm. Cáp treo lại chậm chậm đưa cả nhà hướng về chân núi. Cảnh vật thật diệu kỳ với những dải màu cam vàng rực rỡ, màu xanh của bầu trời trong với những đám mây trắng lững lờ trôi. Thiên nhiên thật ngoạn mục. Cả nhà mãi đắm chìm trong cảnh sắc mùa thu, chẳng để ý đến thời gian đã về chiều tối. Cả nhà Vân lại quay về trung tâm Flagstaff. Đây là nơi rất thú vị để dạo phố. Các dãy phố cổ như lung linh hơn với sự đổi màu của những hàng cây. Ở đây có đầy đủ nhà hàng và cửa hàng rất thú vị. Đây cũng là thị trấn có nhiều sinh viên, mà bạn biết đấy, nơi nào có giới trẻ, ắt hẳn nơi đó có sự năng động và vui tươi. Dạo phố Flagstaff và thật bất ngờ khi vô tình gặp quán cà phê Lux, một nhánh của tiệm cà phê bọn Vân rất thích ở trung tâm Phoenix. Bữa trưa, bọn Vân chọn quán mì Nhật. Mùa lạnh được húp xì sụp, tô mì nóng vẫn là nhất. Bữa tối, bọn Vân ghé một quán món ăn Mỹ Latin ưa thích. Quán này đổi menu theo mùa nên khá thú vị. Nâng ly để kết thúc một ngày vui rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Chuyến đi ngắn ngày rất vui và thư giãn. Khách sạn bọn Vân ở nằm gần núi, cảnh quan khá đẹp, có chỗ đậu xe, sóng internet và bữa sáng miễn phí với nhiều lựa chọn. Có phòng nghỉ một đêm không quá 100 đô. Chỗ bọn Vân ghé chụp ảnh nằm ngay trên đường đến Snowball, rất khó để bỏ qua vì chỗ này tập trung cây dương lá rung rất đẹp và nhiều xe đậu bên đường để ngừng chân ngắm lá vàng. Vân có để link thông tin của chỗ đi bộ đường dài và cáp treo bên dưới video. Các bạn mở ra xem ha. Vân chỉ muốn nhắn nhủ một điều là khi đi cáp treo rất là lạnh và khá dài. Các bạn nào đi nhớ mặc thật nhiều áo ấm để không bị cảm lạnh ha. Vân và anh xã thích cáp treo vì được ngắm cảnh mùa thu từ trên cao đẹp và rất thư giãn. Nhưng hai con thì không thích lắm vì phải ngồi yên khá lâu trên cáp treo. Hai chiều cáp treo mất khoảng một tiếng, lại lạnh nữa. Vậy ha, Vân cảm ơn các bạn đã xem Flagstaff du ký ngắn ngày của gia đình Vân ha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye!